tuổi dậy thì tiền mãn kinh, mãn kinh. Đây là những thời điểm quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Theo số liệu thống kê từ Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, ngay từ tuổi 30 đến 35, có đến 1/4 phụ nữ Việt Nam bắt đầu đối mặt với những thay đổi trên cả 3 phương diện, sức khỏe, sắc đẹp và đời sống sinh lý, là cột mốc mở đầu cho thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, thường trong khoảng từ 45 đến 55 tuổi đầy sóng gió của phụ nữ. Đến khi bước vào tuổi 60, hệ sinh sản không chỉ riêng ở nữ giới mà cả nam giới đều đã trải qua nhiều thay đổi và thường xuất hiện nhiều bệnh lý liên quan. Những bệnh lý này có thể gây ra những vấn đề lớn đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, việc hiểu rõ các thay đổi về lão hóa hệ sinh sản, các bệnh lý liên quan và các biện pháp phòng ngừa rất là quan trọng. Vì vậy, video ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chủ đề lão hóa hệ sinh sản. Cấu tạo hệ sinh sản nam và nữ khác nhau để phù hợp với chức năng sản xuất tinh trùng và trứng, vận chuyển chúng và thực hiện quá trình thụ tinh. Cấu tạo hệ sinh sản nữ bao gồm buồng trứng, nơi sản xuất và phát triển trứng, ống dẫn trứng, vận chuyển trứng từ buồng trứng đến tử cung. Tử cung, nơi nuôi dưỡng và phát triển bào thai. Âm đạo, kết nối giữa bên ngoài và bên trong cơ thể phụ nữ, cho phép đưa tinh trùng vào bên trong để thụ tinh. Cổ tử cung, kết nối giữa tử cung và âm đạo, có khả năng giãn ra để cho phép thai nhi qua. Cấu tạo hệ sinh sản nam khác biệt hoàn toàn với nữ giới, bao gồm tinh hoàn, nơi sản xuất tinh trùng, và hóc môn sinh dục nam là testosterone. Ống dẫn tinh trùng từ tinh hoàn lên túi tinh. Tuyến tiền liệt tạo ra một phần chất lỏng trong tinh dịch để cung cấp dinh dưỡng cho tinh trùng và giữ cho chúng sống sót trong quá trình đi qua bộ phận sinh dục nữ. Tuyến niệu đạo sản xuất một chất lỏng nhờn giúp bôi trơn niệu đạo. Dương vật, bộ phận để giao hợp và xuất tinh. Lão hóa hệ sinh sản nữ bắt đầu từ khoảng 35 đến 45 tuổi, đặc trưng bởi sự biến động đáng kể của hóc môn nữ, bao gồm estrogen và progesterone. Khi đó kinh nguyệt bắt đầu không ổn định, giai đoạn này được gọi là tiền mãn kinh. Sau giai đoạn tiền mãn kinh là giai đoạn mãn kinh, đây là một phần bình thường của quá trình lão hóa của người phụ nữ. Hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh ở độ tuổi từ 45 đến 55. Ở thời kỳ này, buồng trứng ngừng sản xuất hormone estrogen và progesterone, ngừng giải phóng trứng. Vì vậy, sau khi mãn kinh, bạn không thể mang thai được nữa. Chu kỳ kinh nguyệt của bạn dừng lại, bạn biết mình đã mãn kinh sau khi không có kinh nguyệt trong một năm. Bất kỳ hiện tượng chảy máu âm đạo nào xảy ra sau hơn một năm tính từ kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn đều là không bình thường và cần được khám để kiểm tra sức khỏe. Khi mức độ hóc môn giảm, những thay đổi xảy ra trong hệ thống sinh sản bao gồm âm đạo khô hơn, kém đàn hồi hơn và có thể bị kích ứng. Mô cơ quan sinh dục ngoài mỏng đi và có thể bị kích ứng. Tăng nguy cơ nhiễm nấm âm đạo. Những thay đổi ngoài hệ sinh sản bao gồm các triệu chứng có thể xảy ra ở thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh như bốc hỏa, thay đổi tính tình, đau đầu và khó ngủ, giảm trí nhớ ngắn hạn, giảm mô vú, tăng nguy cơ loãng xương, tác động đến hệ tiết niệu như tiểu lắc nhắc, tiểu gấp và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, mất trương lực ở cơ mô dẫn đến âm đạo tử cung hoặc bàng quang rơi ra khỏi vị trí, còn gọi là sa sinh dục. Không giống như phụ nữ, nam giới không trải qua sự thay đổi lớn về khả năng sinh sản khi họ già đi, như thời kỳ mãn kinh. Thay vào đó, những thay đổi diễn ra dần dần trong một quá trình mà một số người gọi là mãn dục nam. Sự giảm sản xuất testosterone là nguyên nhân chính của lão hóa hệ sinh sản nam. Quá trình này bắt đầu từ khoảng 40 đến 50 tuổi. Một số triệu chứng của lão hóa hệ sinh sản nam bao gồm giảm ham muốn tình dục hoặc rối loạn cương dương, giảm khối lượng tinh hoàn dẫn đến giảm sản xuất tinh trùng và testosterone,
giảm mật độ xương, giảm khối lượng cơ bắp, giảm năng lượng và sức khỏe tổng thể, thay đổi tính tình, trầm cảm. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, các bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và u xơ tử cung cũng là những vấn đề liên quan đến hệ sinh sản cần được quan tâm khi bước vào tuổi 60. Việc điều trị sớm các bệnh lý này là cực kỳ quan trọng để tránh các biến chứng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe. Bên cạnh đó, khi về già, phụ nữ cũng có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh lý ác tính như ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư cổ tử cung, là ung thư đứng hàng thứ hai sau ung thư vú ở phụ nữ. Chính vì vậy, phụ nữ nên chủ động trong việc đi khám phụ khoa khi có các dấu hiệu sau: chảy máu âm đạo bất thường, đau vùng chậu, tiết dịch âm đạo bất thường, đau khi quan hệ. Một số trường hợp có thể kèm theo các triệu chứng rối loạn đại tiện, tiểu tiện do khối u phát triển gây chèn ép vào trực tràng hoặc bàng quang. Đối với nam giới, một vấn đề phổ biến liên quan đến tuổi tác: phi đại lành tính tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn, vân vân. Phi đại lành tính tuyến tiền liệt có thể gây các triệu chứng tương tự như triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt. Vì vậy, nam giới nên đến khám để có thể loại trừ bệnh lý ác tính. Các triệu chứng của phi đại tuyến tiền liệt như thế nào, chẩn đoán ra sao đã được chúng tôi trình bày trong lão hóa hệ tiết niệu. Các bạn có thể tìm để xem lại theo hướng dẫn của chúng tôi đính kèm. Ngoài ra, khi bước vào tuổi 60, cả nam lẫn nữ đều có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh lý khác như suy giảm chức năng thận, đột quỵ, bệnh tim mạch và đái tháo đường. Những bệnh lý này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tình trạng sức khỏe tổng thể của con người. Tuy nhiên, với sự chăm sóc và điều trị đúng đắn, các bệnh lý liên quan đến hệ sinh sản có thể được giảm thiểu hoặc kiểm soát tốt. Điều quan trọng là chúng ta cần tăng cường chăm sóc sức khỏe và thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm các vấn đề và điều trị kịp thời. Sau đây là một số phương pháp để có hệ sinh sản khỏe mạnh. Tập thể dục thường xuyên, ăn thực phẩm lành mạnh và tham gia các hoạt động với bạn bè và người thân có thể giúp quá trình lão hóa diễn ra một cách tự nhiên và suôn sẻ hơn. Một phương pháp hỗ trợ hệ sinh sản được nhiều người quan tâm là bổ sung nội tiết tố. Vậy nên hay không bổ sung nội tiết tố ở cả nam và nữ? Việc bổ sung nội tiết tố với estrogen hoặc progesterone có thể giúp cải thiện các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa hoặc khô âm đạo và đau khi giao hợp. Tuy nhiên, việc bổ sung này cũng có thể có rủi ro. Nội tiết tố là con dao hai lưỡi, chỉ cần thay đổi rất nhỏ cũng ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể người phụ nữ. Hãy đi khám và thảo luận với bác sĩ của bạn trước khi bổ sung bất cứ chế phẩm có chứa nội tiết tố nào. Ở nam giới, lợi ích và sự an toàn của việc bổ sung testosterone chưa được chứng minh trong điều trị nồng độ testosterone thấp do lão hóa. Các sản phẩm bổ sung testosterone theo toa chỉ được kê đơn cho nam giới có mức testosterone thấp vì nguyên nhân bệnh lý. Vì vậy, không nên tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tìm hiểu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Hãy luôn chú ý đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hệ sinh sản, hãy đến khám và điều trị kịp thời để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bản thân. Chúng tôi hy vọng những thông tin trong video này đã giúp ích cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của chúng tôi. Hãy nhấn đăng ký kênh để có thể xem nhiều video với những chủ đề hấp dẫn liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.